Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiền ứ, doanh nghiệp đói vốn, dân thì đói ăn, sân sau thì lại ngập tiền, thủ tướng hay thủ phạm đây? Làm doanh nghiệp mà để ứ tiền là điều không tốt. Doanh nghiệp nào có tốc độ xoay vòng vốn nhanh thì doanh nghiệp đấy làm ăn hiệu quả. Tiền lưu thông mạnh đồng nghĩa với việc hàng hóa cũng lưu thông và sản xuất cũng mạnh lên. Bởi đơn giản hàng hóa đi qua thì đồng tiền nó đi lại. Nó như là hai đầu của một cái bập bênh vậy. Đầu này chuyển động thì đầu kia cũng chuyển động và ngược lại. Ngân hàng thì lại đang ứ tiền. Ở tầm vĩ mô cũng tương tự. Chính phủ là nơi nắm giữ vai trò điều hành của nền kinh tế thông qua các chính sách. Ở một khía cạnh nào đó thì quyền của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đối với nền kinh tế Việt Nam còn lớn hơn quyền của người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ với nền kinh tế của họ. Bởi vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là một cơ quan ngang bộ trong chính phủ. Với thống đốc Ngân hàng Nhà nước có cấp hàm ngang với bộ trưởng, chịu sự chi phối của chính phủ. Trong khi đó, người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ, tức là Tổng thống, lại không có quyền can thiệp vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Ngân hàng Trung ương Mỹ. Mỗi quốc gia đều sử dụng hai công cụ lớn để điều hành nền kinh tế, đó là chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Ở Mỹ, người đứng đầu chính phủ chỉ có quyền sử dụng chính sách tài khoá, trong khi ở Việt Nam, Thủ tướng thực hiện chính sách tài khoá và có thể chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước để điều tiết lượng cung tiền. Một tay có thể chỉ đạo hai chính sách lớn. Vậy mà không đồng bộ được hai chính sách này thì ông Thủ tướng quả là cực kỳ yếu kém. Truyền thông của nhà nước cho biết hiện nay có khoảng 735.000 tỷ đồng vốn tín dụng tương ứng với 31 tỷ đô la đang chờ người vay. Nói là chờ người vay là cách đánh cháo của báo chí, chứ thực chất là hiện tượng ứ vốn. Thị trường vốn của Việt Nam hoạt động không hiệu quả. Được biết, tăng trưởng tín dụng đến ngày 23 tháng 11 chỉ đạt có 8%, thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu của cả năm. Vốn đầu tư công thì đang bị nghẽn. Hồi tháng trước, báo chí cho biết trong 10 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt có 52%, một tốc độ vô cùng chậm chạp so với yêu cầu. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công thấp là lỗi của Thủ tướng, còn để cho hệ thống ngân hàng ứ tiền không bơm ra ngoài xã hội được thì đấy cũng là lỗi của ông Thủ tướng và bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên báo chí, việc ngân hàng ứ tiền, đầu tư công bị tắc nghẽn là những con số. Tuy nhiên, nếu chịu khó đi dạo quanh các thành phố lớn hoặc đặc biệt ở Sài Gòn sẽ thấy hậu quả khủng khiếp của nó đang gây ra cho người dân như thế nào. Người dân thì thiếu việc làm, doanh nghiệp thì đói vốn, trả lại mặt bằng hàng loạt. Người thuê không có tiền để trả tiền mặt bằng, người cho thuê cũng thất thu. Nếu một vườn cây mà thiếu nước thì vườn cây ấy sẽ khô héo và cây chết dần chết mòn. Nếu nền kinh tế thiếu tiền thì xã hội sẽ xuống dốc, rất điều tàn. Nền kinh tế của Việt Nam héo khô như tàu lá thiếu nước vậy. Điều đáng nói là cả xã hội suy thoái, thế nhưng sân sau thì vẫn đang sống rất khỏe. Các đại gia đang sử dụng ngân hàng làm công cụ để gom tiền của dân chúng bỏ vào túi, theo kiểu Vạn Thịnh Phát đang làm. Nền kinh tế Việt Nam đã mất cân bằng một cách nghiêm trọng, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Kẻ ăn không hết là các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam sân sau, còn lần không ra là toàn dân, trong đó có các doanh nghiệp chân chính. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính là thủ phạm gây ra tình trạng tệ hại như thế này vì ông phải chịu trách nhiệm. Ở trên cao, ông Tổng Bí Thư mạnh tay với rất nhiều người, nhưng ông vẫn để ông Thủ tướng bất tài, nhởn nhơ, vẫn ung dung làm những chính sách kém hiệu quả, khiến hàng loạt doanh nghiệp phải chết khô vì thiếu vốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tiền ứ, doanh nghiệp đói vốn, dân đói ăn, sân sau ngập tiền, Thủ tướng hay thủ phạm? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiếp báo chí nô bộc, cổ phiếu Vin rớt thảm, miệng như hến, VinFast nhích nhẹ thì nổ như bom. Kết thúc phiên giao dịch vào ngày 28 tháng 11 giờ Mỹ, cổ phiếu của VinFast đạt giá trị 6,99 đô la. Đây là lần đầu tiên VinFast tăng trở lại sau nhiều tháng ngụp lặn
quanh con số trên dưới 6 đô la mỗi cổ phiếu. Chỉ có vậy mà các tờ báo trong nước đồng loạt gáy vàng. Tờ VTC News thì giật tít, cổ phiếu VinFast tăng mạnh trên sàn Nasdaq, vốn hóa đạt 16,3 tỷ đô la. Thực tế, cổ phiếu VinFast đạt đỉnh cao vào ngày 28 tháng 8, giá mở cửa là 82 đô la. Trong ngày này, có lúc giá cổ phiếu VinFast đạt đỉnh tới 93 đô la. Lúc này thì 800 tờ báo của chế độ mở hết công suất, nổ rền vang. Họ lấy giá của một cổ phiếu nhân với 2,3 tỷ cổ phiếu. Khi đó, vốn hóa của VinFast được đẩy cao ngất trời, vượt qua những ông lớn xe ô tô toàn cầu. Nhưng cũng lúc đó, lượng cổ phiếu VinFast trên sàn chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu mà thôi. Báo chí thì đồng loạt khi chỉ nhích nhẹ một chút. Sau khi đạt đỉnh 93 đô la mỗi cổ phiếu thì VinFast đã rơi tự do. Đến ngày 7 tháng 9, tức 10 ngày sau, VinFast rớt xuống dưới giá phát hành 18 đô la mỗi cổ phiếu. Chỉ trong 10 ngày mà VinFast đã mất đến 81% giá trị. Lúc đó thì báo chí Việt Nam lại cầm như hến. Khi có sức khỏe tài chính của Vingroup nói chung và VinFast nói riêng gặp vấn đề thì y như rằng 800 tờ báo cầm họng như trách nhiệm của một kẻ nô bộc vậy. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ công bố bản chào bán hơn 75 triệu cổ phiếu của VinFast ra công chúng có hiệu lực. Tính đến thời điểm này, giá cổ phiếu VinFast đã mất đến 90% giá trị so với ngày mà nó lập đỉnh. Thời gian đầu, cổ phiếu VinFast được giao dịch khoảng 10 đến 20 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Lượng cổ phiếu lên sàn chỉ có 4,5 triệu mà lượng giao dịch gấp 4 lần. Điều này cho thấy có hiện tượng mua bán xoay vòng liên tục trong một ngày, tạo ra cơn sốt ảo. Thời điểm lượng cổ phiếu trên sàn còn ít, ai đó tận dụng cơ hội và chỉ đạo nhồi nhả liên tục để giá trương phình lên như bong bóng, tạo điều kiện cho báo chí nô bộc lên đồng. Cho đến nay, số cổ phiếu VinFast lưu hành trên Nasdaq cũng chỉ là 75 triệu cổ phiếu. Sau thời điểm VinFast tung ra thêm 75 triệu cổ phiếu, thì lượng giao dịch mỗi ngày giảm xuống chỉ còn khoảng từ 5 đến 7 triệu cổ phiếu. Và từ đây, cổ phiếu của VinFast chủ yếu là rớt giá, chứ ít khi tăng giá. Rớt giá mạnh và tăng giá chỉ nhích nhẹ mà thôi. Để cứu cho cổ phiếu khỏi cắm đầu, vào ngày 20 tháng 10, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ký một thỏa thuận với quỹ quốc tế. Theo đó, VinFast có quyền phát hành lên đến 1 tỷ đô la cổ phiếu thông qua quỹ này. Đây là thông tin có lợi cho VinFast bởi nó củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Cho dù quỹ này chưa bỏ ra đồng nào thì việc tạo niềm tin cho nhà đầu tư cũng là cách chặn đà lao dốc của cổ phiếu VinFast. Theo thông tin trên trang của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, bản cáo bạch cập nhật mới nhất của VinFast cho biết tổng số cổ phiếu được giao dịch là 75,7 triệu. Như vậy, VinFast chưa tung thêm cổ phiếu mà giá của VinFast vẫn không tăng mạnh, mặc dù có cam kết tỷ đô với quỹ quốc tế. Xem ra thuốc đặc trị của quỹ này vẫn chưa phát huy tác dụng nhiều. Cho đến nay, cổ phiếu của VinFast có tăng nhẹ ở một số thời điểm nhưng vẫn không như kỳ vọng. Báo chí thì giật tít, cổ phiếu VinFast tăng mạnh trên sàn Nasdaq chỉ là một cách tự sướng mà thôi. Báo chí nô bộc là như thế, canh cho VinFast nhích nhẹ là lại nổ như kho bom vậy. Thực tế, VinFast làm vắt óc nghĩ để tìm cách tung thêm cổ phiếu và để giá cổ phiếu đừng cắm đầu. Đây quả là bài toán khó cho ông Phạm Nhật Vượng vào lúc này. Làm sao tung thêm cổ phiếu mà giá lại không bị nhào đầu là bài toán khó ông Vượng chưa có lời giải. Có lẽ ông Phạm Nhật Vượng cũng nên nhớ báo chí nổ quá có cái lợi ban đầu nhưng lại có cái hại về lâu về dài. Người dân bị lừa một lần, vài lần, thậm chí bị lừa nhiều lần nhưng không thể bị lừa mãi mãi. Việc VinFast cho báo chí trong nước nổ cũng có ý đồ, tin tốt từ Nasdaq cũng làm cho nhà đầu tư của Vingroup ở Việt Nam hớn hở. Tuy nhiên sau nhiều lần người ta thấy báo chí chỉ nổ chứ không trung thực thì về lâu về dài chiêu bài này sẽ không còn tác dụng nữa. Bơm tiền cho báo chí chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin kiếp báo chí nô bộc, cổ phiếu Vin rất thảm, miệng như hến, VinFast nhích nhẹ, nổ như bom. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.